cuộc đời này thật khốn nạn mình chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại bị lừa dối mà còn là bị cả một gia đình lừa dối mình là hạnh đã lấy chồng được mấy năm nay rồi hai đứa mình yêu nhau được mấy tháng thì mình cấn bầu phải cưới kết hôn thì chồng khá lạnh nhạt không còn được hài hòa như hồi yêu nhưng mà cũng quan tâm con nên mình cũng an lòng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi nhung cô em gái của chồng em từ nước ngoài trở về cô em chồng này nhìn rất sang chảnh mình cũng chỉ gặp được một lần hôm cưới của hai vợ chồng thế nhưng thái độ của cô ấy với mình lại không được tốt còn với những người trong nhà khác đặc biệt là chồng mình lại tỏ ra rất ân cần ân ái hơn cả mức anh em nhưng mình cũng chẳng nghĩ nhiều về sống chung rồi mình mới biết Nhung thật sự còn ghê hơn cả những gì mình nghĩ ban đầu thì cũng chỉ là thái độ khinh khỉnh và cùng với những lời nói quá đáng khi mình đi làm về muộn hay không chăm lo được cho gia đình hoàn toàn tốt chị hạnh ạ à, Giờ phụ nữ hiện đại á Biết kiếm tiền thì tốt thật đấy Nhưng mà vẫn phải để ý chồng con chứ Hay nghĩ có đứa con cưới chạy bầu là không sợ gì nữa Bộ không sợ bị cưỡng đi hả Hay còn có những lần mình chỉnh chu đi ăn cưới Hay ăn mặc khác thường ngày một tí Là lại bị nhung soi mói Mặc vậy cho ai coi đấy Chồng ở nhà đi làm sáng tối Vợ đi ăn cưới mà ăn mặc như gái chưa chồng ấy Đúng là chẳng biết gì mình tâm sự với chồng về thái độ của em gái, mình tỏ ra phân vân không hiểu mình đã làm sai. Chuyện gì, ngay cả bố chồng còn không gắt gỏng với mình, thế mà em chồng lại cứ như là mình lấy mất thứ gì của cô ấy vậy, thì chồng mình gắt giọng lên quát. Em là chị đấy, sao em lại nói em như vậy, tính nó thật nên nói thế chứ có ý gì, em cũng nên xem lại bản thân mình đi, trước cứ chăm chăm đổ lỗi cho cái nhung như vậy, tội nghiệp nó. Thật sự mình rất bất ngờ về cách hiểu đó của chồng, ban đầu mình cũng chỉ tưởng là chồng thương em gái đi học vất vả lại còn xa nhà bao năm nên mới vậy nhưng mà không thái độ của anh ngày càng lạ đi sớm về khuya đều có cả có hôm thì chẳng thấy về phòng luôn mà ngủ ở dưới sofa tầng dưới lãng tránh chuyện vợ chồng mình thường xuyên thấy anh nhận được tin nhắn của nhung vào buổi tối sau giờ cơm mình có ý hỏi nhưng chồng chỉ lơ đi bảo rằng dạo này công việc bận rộn nên không muốn làm phiền thôi còn nhung thì dạo này cũng không bắt bẻ mình nữa Tuy nhiên ở nhà có trẻ nhỏ và anh trai, thêm bố nói nhiều lần mà cô ấy cứ mặc những bộ váy ngủ ngắn cũng đi đi lại lại trong nhà, thi thoảng lại còn nói vu vơ. Thứ gì từng là của mình thì sẽ mãi là của mình thôi. Giác quan thứ sáu quen mách bảo, chuyện này đang có vấn đề gì đó. Em muốn tìm hiểu nguyên nhân của câu nói đó, lại còn thái độ của Nhung nữa. Hôm đó bố chồng thì đi vào Nam chơi với cháu, mình giả bộ dẫn cu bi đi về nhà mẹ một ngày, nhưng lại quay về ngay tối đó, thì vừa mở cửa bước vào, thứ đập vào mắt mình chính là chiếc váy ngủ bị xé ngay ở trước cửa. Mình ngỡ ngàng chẳng dám tin vào mắt nữa. Lê bước chân trung trung tiến lên phía tầng trên, nơi đang phát ra tiếng động lạ. Tim mình hóa đá ngay lúc đó khi nhìn thấy hai cơ thể trần trụi đang cuốn lấy nhau ở ngay cầu thang của phòng Nhung. Mình nắm chặt bàn tay tức đến đổ con mắt. Tiếng Nhung dụ dỗ người mà Nhung gọi là anh trai. Sao? Con vợ anh vừa đi anh đã nổi thú tính rồi. Sao hồi đó còn cưới nó làm gì Anh trai à anh làm như vậy thì em gái phải làm sao đây Anh mê em dữ vậy hả Người mình gọi là chồng kia cũng chẳng kiên về gì Tiếp tục ôm hôn người anh ta gọi là em bà đáp Lo gì Dù gì cũng có phải là anh em ruột đâu mà em sợ Hay em sợ con nhỏ Hạnh đó hả Thôi đi em chẳng thích nó đi khỏi nhà này quá ấy chứ Trước anh cũng chỉ định yêu qua đường thôi mà nó cấn bầu Ông già ép cưới quá chừng Nên mới phải lấy nó Chứ anh yêu thương gì nó đâu Là nó tự đa tình thôi Người anh yêu là em mà Thế anh mới tháng nào cũng bay qua chỗ em một vài lần còn gì Rồi từ khi em về hỏi xem là có bao giờ anh không ngủ cùng em không Trời ơi, Nghe xong mà mình đứng hình tại chỗ Thì ra anh ta tối nào cũng qua phòng của em gái hờ ngủ cùng Do Nhung ở tầng 4 Mà vợ chồng em và bố chồng ở tầng 2 Tầng 3 là dành cho kubi Bi Thì ra hai người họ chẳng phải anh em ruột như mình nghĩ Và mỗi lần anh ta nói đi công tác Thực tế lại là qua đó Để hưởng thụ cuộc sống cùng Nhung tức quá mình cầm luôn cái bình hoa đập xuống đất khiến hai người họ ngớ người nhận ra anh ta và cô tình nhân nhỏ của mình lại còn trắng trợn tới cái mức lường trước được à chị nhung về hả về rồi cũng tốt chị có muốn em dạy chị mấy cái thiếp để chiều chồng không thôi mà thấy cái này đổi thì chị làm gì còn chồng ha tội nghiệp chị quá à. ánh mắt của người mình gọi là chồng cứ lạnh lùng như mình là người dân nước lãi mình tiến đến tác cho cặp đôi nồi nào vung đó cho mấy cái tác bảo quần khốn nạn tôi không thể ngờ hai người lại có thể kinh tởm và trơ tráo tới cái mức này đúng là nội nào úp vung đó tôi khinh cái mặt lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo tỏ ra là biết điều hiểu chuyện rồi thanh cao như các người mà tâm sao một chữa quá vậy rồi mình bỏ về làm đơn ly hôn ngay trong đêm bố chồng biết chuyện cũng đến tận nhà nói chuyện với mình rằng thật sự chồng mình và nhung chẳng phải anh em gì hết mà nhung là con nuôi của ông vì tình nghĩa anh em bạn bè với bố ruột nhung nên mới nuôi nhung mình uất ức lắm sao mà họ có thể đối xử như vậy với mình nếu họ yêu thương nhau như thế có thể tìm mọi cách để được sống cùng nhau mà sao họ phải lấy mình về để mình sống trong những tháng ngày ghê tởm chính họ chứ Thiệt với mọi người luôn á Trên đời sao lắm sự trùng hợp với mọi người ha Nhưng mà với cái sự trùng hợp của em Thì em xin phép là không muốn à Chứ gặp nhau như thế này có mà chích dở mất thôi Chuyện là như vậy nè Hôm đó em trên đường đi làm về như mọi khi thôi Mà mọi người biết đó Đường có bao giờ là không tắt đâu đúng không Em vẫn miệt mài len lỏi trên quãng đường dài 5km quen thuộc thì bỗng một cô xuất hiện chặn ngang đầu xe em để qua làng bên cạnh. Em cũng có biết ý là nhường đường cho cô ấy rồi. Nhưng mà đi được một đoạn nữa thì em lại gặp cô ấy tiếp lần này em đi trước và phi lên phía trên em đâu có ngờ đâu sẽ chạm vào túi rau để bên hông của cô ấy đó mọi người thế là quay loạn lên đi đứng kiểu gì vậy trời không thấy túi rau của người ta để đây hay gì mà cứ phi vô làm sao vậy là trời, em chỉ cần không va chạm vào nhau trên chốn đông đúc như thế này là may rồi Chưa đó mà để ý cái túi rau của cô ấy Mà với cả túi cô ấy to đùng treo bên cạnh sang vậy Không vướng mới lạ, đúng không? Thôi, đang đi nữa, cho nên là em lơ đi, không nói chuyện luôn Giờ này thì ai cũng mệt rồi, chỉ muốn về nhà ăn cơm thôi ạ à. Thế nhưng, kiếp nạn em với cô ấy vẫn chưa dừng lại mọi người ơi. Cả hai người đều dừng ở cửa hàng tạp hóa trên đường để mua đồ. Em với cô ấy đều mua bán cùng lúc rồi đi ra. Đấy, em lấy xe ở ngoài và chuẩn bị đi. Thì chẳng hiểu làm sao, cô đâm vào đuôi em rồi lại gắt lên. Ê, hết chưa đứng hàng sao mà chặn trước đầu xe của người ta vậy biết trời. Di chuyển lên phía trên mà nổ máy đi có phải hơn không? Bé này không biết đi xe hay gì vậy? Trời ơi là trời Sai rành rành mà nói chuyện cứ như là mọi lỗi làm này đều là do em vậy đó mọi người Lần này em không bỏ qua nữa Đáp lại luôn Cô ơi, cháu đã đứng ra chỗ này và để chỗ trống rất lớn cho cô quay đầu xe rồi mà cô Cháu không hiểu sao cô quay kiểu gì mà lại va phải cháu luôn á Giờ cô lại la cháu là sao vậy Cô ấy không ngừng ngại đáp lại mọi người Ôi, trời, trời 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 cái thằng này Vì mày để xe ngay lối cô đi Nên mới bị va vào đuôi mày đấy chứ Chẳng phải lỗi của mày thì lỗi của ai Trong khi cái chỗ này rộng vậy Chỉ chỗ cãi thôi à Thế là em và cô hết cãi nhau một lúc ở đó Cho đến khi người của tiệm tập hóa đi ra hòa giải Rồi mới chịu im lặng ra về mọi người rồi, về đến nhà, em gọi điện thoại kể hết cho anh người yêu của em nghe. Càng nghĩ càng tức cái lòng ngực mà. Không tí nào chịu nổi cái tính của mấy cô đi xe kiểu đó luôn á. Cái cô mang xe quên mang nết hay sao vậy? Hai người yêu em phải nằm nghe em nói xấu cô hơn một tiếng đồng hồ. <laughs> Những tưởng em sẽ không bao giờ gặp cô nữa chứ. Nhưng mà đời đâu như là mơ. Mà ra mắt á, thì không như là thơ nha mọi người ơi. Đến giờ em vẫn chưa hết bàng hoàng với màn ra mắt của em với nhà anh người yêu đây ạ. À. <laughs> hôm đó em chuẩn bị tâm lý niềm nở đến nhà anh dù biết bố mẹ anh không quá là khắc khe về tình yêu giữa hai bạn nam chúng em nhưng mà em vẫn lo lắng lắm chứ vừa bước vào nhà em vui vẻ chào hỏi chứ dạ cháu chào hai bác cháu là tú ạ à. cháu là bạn của anh tuấn rất vui vì được gặp hai bác ngày hôm nay ạ à. bác trai ngồi ngoài nhà đứng dậy đón tiếp nồng nhiệt độ hỏi han đủ thứ chuyện trong khi bác gái thì đang nấu cơm trong bếp ngồi nói chuyện với bác Trang lúc thì em xin phép đi vào bếp giúp đỡ. Lúc này nè, mới chấn động nè mọi người ơi. Bác gái chính là cái cô cầm bát với em mà cứ hoàn tập hóa. Ha. Em biết phải làm sao để cứu rỗi bản thân mình bây giờ. Em vừa cắt là hỏi thăm thì bác gái quay ra nhịn lựa. Cháu, cháu là cái thằng hôm trước đúng không? Rất vui được gặp lại cháu. Trời ơi, nhìn cô mặt đầm đầm sắc khí thế kia thì có vui chỗ nào nữa cô? Em nhìn lại cô để e ngại. Ai đời chưa gặp mặt mà đã cầm bát với mẹ người yêu như em không trời? Trong bữa cơm hôm đó luôn, em chẳng dám nói một lời nào luôn á trời. Cứ ngồi cắm mặt vào ăn và ăn. Đang trong bữa thì bác gái tiếp chuyện này nha. À, giờ này đi làm gì có mệt không cháu? đừng tắt thế cơ mà, có khi dễ và chạm lại khổ ha. Trời ơi, em cười sững trân, rồi hả lắp bắp tính trả lời. Nhưng mà người yêu em nhanh nhỏ, vâng dù đường lúc nào cũng tác nhưng mà tú vẫn ổn mẹ ạ à. mẹ anh liền nói luôn tú đương nhiên là ổn rồi thằng bé chắc không chịu thua ai đâu ha cái miệng lanh quá trời lanh mà người em tiếp tục thế ủa sao mày biết vậy tú chắc phải cỡ mẹ đó ạ à. nhưng mà người ta không đúng thì nói cho họ biết chứ chứ như cái cô hôm trước đó mà em không hiểu đi đi cái gì mà cứ va chạm với tú nhà mình hoài để mấy phải cầm bát luôn tại chỗ vậy trời rồi em nhìn anh tốn dính mắt cầu xin anh ơi anh dừng lại được không anh ấy không hiểu ý cứ thao thao bất tuyệt thế là xong cái đời trai của em rồi mọi người ơi bác gái ngồi lắng nghe từ đầu đến cuối rồi buông đũa đi thẳng lên phòng vâng em thì xịt keo cứng đơ rồi xin lỗi vội vàng cái miệng làm hại cái thân đấy mà cộng thêm cái tính thích kể chuyện của người yêu em nữa thì có chết không cơ chứ mọi người ơi cứu em phát này chứ, chứ đến giờ bác gái vẫn còn giận em mọi người còn nói là nhất quyết không tha thứ cho em vì đã cãi thắng bác ấy và làm bác buồn mấy ngày trời Cứu em. cứu em chưa chưa gặp trường hợp này bao giờ mà thật sự nó nghĩ bác đây chính là mẹ người yêu em đâu, đen dữ vậy. Mình và em gặp nhau lần đầu khi em 17, mình 18 tuổi. Hồi đầu chẳng chạm mặt nhau mấy và cũng chẳng có ấn tượng gì. Chỉ cảm thấy em có chút thiếu sức sống, mặt lúc nào cũng ưu tư. Đến khi mẹ em sang nhà thang với mẹ mình về thành tích học tập kém cỏi của em, đem em ra so sánh với mình vì mình từng vào trường chuyên, học lực phải cao chớp năm khối. Mẹ mình chẳng nghĩ gì, kêu mình sẽ giúp đỡ em hộ. Bác gái vui lắm, nên lần nào mình qua dạy cũng chuẩn bị nào là bánh trái, nào kem, nào trà xanh, vân vân Cốt để mình cảm thấy thoải mái và giúp em nhiệt tình hơn. Dạy em dăm ba bữa mình biết em tiếp thu nhanh, nhưng học kiểu gò bó nên chắc em học không vô mình đành tìm hiểu rồi dạy em từng ly từng tí nhưng em lại bắt đầu tỏ vẻ chán học mấy lần mình sang em trốn lũi đi đâu một lần sợ mẹ em mắng em nên mình không dám mách chờ mãi trong phòng cho đến khi hết giờ ai ngờ ngó qua tủ quần áo thấy em lù lù trong đó ngủ ngon lành mình kêu em dậy thì trong mặt coi bộ khó chịu lắm rồi trăm tỷ như buổi học sau em vẫn trong tủ ngủ có khi nằm gọn trên ghế như mấy con mèo ấy tự hỏi bộ lưng em không có xương hay gì. Thi kỳ một xong, điểm toán của em được hẳn 6 điểm. Trước đó em ẩm con hai nên em có thành tích như này mình cảm thấy công sức bản thân dành cho em không uổng phí. Em cũng sắp thi đại học, mình cố gắng tránh lúc nào là sang kèm em lúc ấy. Khoảng thời gian này mình cũng nhận ra đã thích em, thỉnh thoảng mình cũng mua quà, mua đồ ăn cho em. Nhưng chỉ nói vì muốn em có sức mà thi cử, Kiểu sợ em ngại. Vì quá thích em, lại không muốn giữ tình cảm này trong lòng mãi, nên mình có ngỏ lời với em. Nhưng buồn thay là em từ chối, em bảo em rất quý trọng và trân trọng tình cảm mà anh dành cho em. Vì em còn nhiều thứ chưa giải quyết xong, anh đừng buồn em nha. Nghe em từ chối tất nhiên cũng buồn, nhưng khi nghe em đáp vậy thì mình chỉ nghĩ là mình đã có cơ hội nên cũng vui. Mình quyết tâm bên cạnh em đến khi em cảm động làm người yêu mình mới thôi. Hè đến, hội bạn đại học chủ mình đi du lịch vài hôm. Trùng hợp đó lại là chỗ em từng ở trước kia, em háo hức bảo mình hãy chụp ảnh nơi này nơi nọ cho em đặc biệt là phải có mình trong ảnh đấy em bảo thế với đôi mắt long lanh dễ thương như vậy thì mình không thích sao cho nổi và mình đâu ngờ đó lại là lần cuối mình và em nói chuyện trực tiếp với nhau trước khi mình đi chơi chắc do háo hức nên mình không cảm nhận được điều khác lạ từ phía em tối đó em nhìn mình rất lâu rồi nói anh đi chơi mất mấy ngày là em phải tự ôn tập rồi anh nhớ chụp và gửi ảnh cho em du lịch cùng với nha. Em nhớ những kỷ niệm ở đó lắm mà chưa có dịp trở lại. Mình cười rồi xoay đầu em đồng ý. Trước khi cả hai vào nhà, em có trục trẻ ôm mình. Cái ôm dây dứt, cái ôm chặt ấy khiến tim mình tan chảy. Mình nghĩ bản thân đang bước gần tới em rồi. Đi chơi, mình vẫn thường xuyên gọi video và gửi những bức ảnh đã hứa với em. Mình vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mặt em ửng hồng, đôi mắt long lanh, cùng vẻ mặt mong chờ thích thú khi mình nói Anh có quà bất ngờ dành cho em, mai anh về sẽ đưa cho em, đợi anh nha Nhưng món quà này lại chưa kịp đến tay em thì mình nghe tin sốc Ngày cuối đi chơi, mình nghe tin em đang trong bệnh viện vì bệnh cũ tái phát Lúc này trong đầu mình trống rỗng, mình quá sốc vì đã không biết em bị bệnh Mình vội bắt xe về ngay với em Cả quãng đường, lòng mình như muốn nổ tung vì liên lạc nhưng em không phản hồi mình đã luôn sợ điều không may xảy đến với em. Và rồi điều mình luôn lo sợ đã thật sự xảy ra rồi. Khi mình bước chân vào bệnh viện, nước mắt mình không ngừng chảy. Mình run rẩy đi đến chỗ em nằm, vẫn là mình không về kịp. Em không thể đợi mình được nữa. Em đã đi cách đây một tiếng 13 phút. Bố mẹ không dám nói cho mình vì sợ mình đi trên đường lo quá rồi xảy ra chuyện. Món quà trên tay mình cùng lời tỏ tình còn chưa kịp gửi tới em thì đã mãi mãi không còn cơ hội. Mình đau đớn khóc nấc lên. Mình không tin là người mới ôm chặt mình mấy ngày trước lại không nói câu gì mà đi như vậy. Mẹ em khóc đưa mình bức thư mà em viết cho tất cả mọi người. Thư em viết cho mình là bày tỏ tâm tư của em với mình. Nhưng em lại không đủ dũng cảm để đón nhận tình yêu. Em biết bản thân đang mắc bệnh nặng. Em sợ bố mẹ lo nên giấu sợ mình tổn thương nên không dám nhận lời tỏ tình em viết dù sớm hay muộn em cũng trai đi theo cách này em không muốn trở thành nỗi buồn của những người yêu thương em và ước rằng mọi người hãy sống thật hạnh phúc thay cho phần của em mình không muốn hiểu như phát điên lên khóc lớn rồi gất liệm đi ngày đám tang em mẹ em bảo nếu mình muốn thì hãy cứ vô phòng em tự nhiên vì để mọi chuyện ổn bác sẽ chuyển nhà Đôi chân mình nặng trĩu bước vào phòng em, đắp chăn của em, cảm nhận nơi em từng nằm. Chui vào tủ như em đã làm. Ở đây không rộng nhưng thoải mái, thật sự đem lại cảm giác như trốn tránh ngày mai mà em từng nói. Mình ở trong tủ không kìm được mà khóc, vớ lấy con Doraemon bông mà mình tặng em chùi nước mắt, dù gì em còn chẳng thèm lấy ra ôm. Ấy vậy mà lục ra được một đống đồ trong túi thần kỳ của con gấu bông nào là quyển truyện em thích nhất, kẹo chanh mình từng dùng để làm quà thưởng, dao độc giấy, lọ thuốc, hoa giấy mà bạn thân em gấp, có một quyển sổ nhỏ. Em viết mọi tâm nguyện trước khi đi em đã làm được và chưa. Em đã viết một list điều muốn thực hiện. Nhưng có nhiều điều mà em chưa thực hiện lắm. Có mấy điều đã thực hiện như uống mi xuề do mình thưởng, vân vân tầm 50 mấy điều rồi và trong đó có cả đỗ đại học cùng trường với mình. Mình xin phép bác gái đem con gấu Doraemon về cùng đóng đồ và mấy quyển vở cũ thơm mùi mực yêu thích của em. Chuyện đã lâu rồi mà mình vẫn chưa dứt ra được. Mẹ em đã bán nhà. Riêng phòng em thì bác chủ mới không động đến. Một phần vì tôn trọng em, một phần vì mình ngỏ ý thuê căn phòng nhỏ này. Đôi lúc mình muốn một giấc ngủ ngon trong tủ mong chờ ai đó sẽ đánh thức dậy và học thêm vào mỗi buổi chiều. Hôm nay cũng sẽ là lần cuối mình nằm ở đây, thực hiện những điều cuối cùng trong quyển sổ sọc đỏ khi của em. Mong sao ở kiếp sau, em sẽ là một cô gái khỏe mạnh, luôn vui vẻ. Kiếp này em đã vất vả nhiều rồi. Cháu là một người chồng mộc sừng. Mình và Ngọc đã bên nhau từ hồi sinh viên, thời mà tay trắng gặm bánh mì gây dựng sự nghiệp, sau nhiều năm cố gắng Vợ chồng mình có một cơ ngơi vững chắc Rồi quyết định tiến tới hôn nhân Mình không hiểu sao từ khi lấy Ngọc về Cô ấy trở nên khác hẳn Tính cách không còn dịu dàng như trước Ngọc thường xuyên khó chịu Chì chiết mỗi khi mình đi làm về Hở ra là cằn nhằn Vô cùng cao có Mình chán nản Nên thường xuyên ra khỏi nhà đi nhậu nhẹt Tụ tập với bạn bè để tránh mặt cô ấy Một lần đi nhậu Mình tình cờ gặp lại tình đầu của mình Là Phương Phương giờ đã cao lớn xinh đẹp, nhưng cô ấy vẫn giữ nét thanh thuần dịu dàng như hồi cấp 3. Khi tụi mình lên đại học, dù rất buồn, nhưng mỗi đứa một nơi, biết bản thân có lỗi với Ngọc, nhưng sự đơn thuần lương thiện của Phương khiến cho mình muốn bỏ đi tất cả mà chạy theo cô ấy. Ngọc cũng đã phát hiện ra chuyện này, cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ, mình có nói thế nào cô ấy cũng chẳng chịu nghe. Vợ vắng nhà, mình thừa cơ dẫn tình đầu về cho thoải mái. Không hiểu sao nay cửa lại chốt khóa trong. Mình liền gọi cho chú Phong, hơn mình 15 tuổi là lái xe của nhà mình ra mở cửa. Trong lúc mình và Phương đang trần truồng mà quấn lấy nhau, đột nhiên cửa phòng mình chợt mở ra. Lúc đó là 3 giờ sáng, hẳn chú Phong đang bị mộng du, mắt nhắm nghiền mà vừa nhoẻn miệng cười nói Quang hả? Cháu là một người chồng mọc sừng. Sừng sừng có buồn què, tụt hết cả mút. Mình ôm vội cái khăn che rồi đẩy chú Phong ra khỏi cửa phòng cẩn thận khóa chặt cửa lại để còn làm hiệp tiếp theo với Phương. Cô ấy đoan trang là thế. Hẳn đã bị dọa sợ mất rồi. Mình qua lại được khoảng hơn một tháng thì Phương phản bội mình. Tình đầu lương thiện trong mắt mình lại một chân đạp hai thuyền với một kẻ khác mà mình chưa điều tra ra. Lúc ấy trời đất quanh mình như sụp đổ. Chợt nhớ tới Ngọc, mình liền về quê vợ đón cô ấy về dùng hết mọi thứ tự năn nỉ van xin dùng cả tới tiền và quyền để tạo áp lực mình đã nhốt được cuộc đời tiếp theo của ngọc về lại bên mình hồi tưởng lại quá khứ chỉ có ngọc là cứu vớt mình từ vực thẳm cũng chỉ có ngọc mới chịu ở bên mình vô điều kiện cũng chỉ có cô ấy không bao giờ phản bội mình trong một đêm nọ mình và ngọc sản xuất em bé cửa phòng quên khóa đột nhiên lại mở ra lúc ấy cũng là ba giờ sáng chú phòng lại xuất hiện trước cửa với đôi mắt nhắm nghiền miệng cười như không cười mộng du nói quang à cháu là một người chồng mộc sừng ô hay xuân qua phương đã bỏ mình mà đi giờ chỉ có ngọc là người vợ chung thủy tảo tần sao chú lại nói linh tinh về mình như vậy quay sang vợ mình cô ấy phản ứng đúng là khác với tình đầu phương ngọc mặt tái mét trắng bệt khác hẳn với gương mặt hoang mang ẩn ý của phương mình lúc ấy cũng cho là ngọc đang ngại thôi mãi sau này mình mới phát hiện ra sự thật động trời thật sự mình là một người chồng một sừng người mà tình đầu bỏ mình chạy theo chính là chú phong lái xe nhưng đáng ngạc nhiên hơn người vợ tần tảo của mình cũng ngoại tình với chú phong lúc này mình thật sự suy sụp không biết phải làm gì đây có phải là cái nghiệp mình phải gánh cho phản bội vợ không chào mọi người chào page em muốn lên đây để kể về câu chuyện của mình và xin ý kiến từ mọi người ạ à. em là hạnh có người yêu cũ tên là minh em với người yêu cũ quen nhau là từ chỗ làm nói chuyện và đi chơi với nhau vài lần thế là thành đôi yêu nhau được hơn một năm thì chúng em quyết định chia tay do em cảm thấy không an toàn và anh ta có vẻ muốn cắm sừng nên em chạy trước sau khi chia tay được hai tháng thì thấy cơ thể mình không ổn và quyết định đi khám thật xót xa khi kết quả cho ra là em đã có thai được ba tháng rồi con em đang phát triển rất tốt em trong tâm trạng vừa lo vừa mừng vì thật sự chưa dám chấp nhận điều này nhưng sau đó em quyết định gạt bỏ tất cả để trở thành mẹ khi 24 tuổi và công việc cũng chưa được ổn định lắm. Em cũng không có ý định nói chuyện có em bé cho người yêu cũ, vì em nghĩ rằng đã chia tay rồi thì cũng chẳng phải lưu luyến làm chi nữa. Hôm đó có lịch khám thai, em một mình đi đến bệnh viện và ngồi đợi đến lượt mình, đang vui vẻ ngồi xem điện thoại thì một chị ngồi bên cạnh hỏi thăm. Con em được mấy tháng rồi Còn con chị nay cũng tháng thứ tư rồi đó Mong hôm nay khám và bé vẫn khỏe Em cười tươi đáp lại Em cũng được hơn 3 tháng rồi chị Trộm vía bé vẫn phát triển tốt chị ạ Hai chị em ngồi buông được một lúc Thì em thấy chạy từ xa đến là anh Minh Rồi đến chỗ chị gái vừa nói chuyện hỏi thăm Sao hai mẹ con tự đi vậy Phải gọi anh chứ Làm anh phải phóng vội đi vì mẹ báo với anh đấy Em nhìn Minh với vẻ mặt đầy nghi ngờ Rõ ràng anh ta mới chia tay với em có 2 tháng hơn thôi mà sao giờ con của cô ấy đã 4 tháng rồi? Hóa ra việc em nghĩ bị cấm sừng là đúng thật. Mình nhìn thấy em cũng có chút khoảng Nhưng rồi cũng thôi, hai đứa coi như không quen biết cho đỡ trách việc. Đến lúc em khám xong, mình kéo em ra đến nơi vắng người. Rồi vội vàng nói, cái thai trong bụng của cô là của ai? Đừng nói là của tôi đó. Em cũng không ngần ngại trả lời luôn. Đúng vậy, là của anh. Nhưng anh yên tâm, tôi không có cần anh chịu trách nhiệm, cũng chẳng có ý định vòi vĩnh anh cái gì đâu chúng ta đã kết thúc và đương nhiên anh với tôi chẳng liên quan gì hết. Em bước đi không do dự, em chẳng muốn nghe thêm một lời nào nữa từ tên khó ưa này. Vậy mà về đến nhà, Minh gọi điện thoại cho em rồi tự tin nói rằng anh ta sẽ là người nuôi đứa trẻ. Em chỉ cần đẻ rồi giao con cho anh ta, anh ta sẽ nuôi mà không cần em can thiệp. Em điên lên chửi cho anh ta một trận, chấm dứt mọi liên quan rồi cướp máy. Cuối cùng thì cũng đến ngày sinh em bé, Em hồi hộp nằm trong phòng sinh và cố gắng suốt 3 tiếng đồng hồ. Thì cuối cùng con em cũng chào đời. Hai mẹ con được bà ngoại đưa về nhà và chăm bẩm kỹ càng lắm. Trong khoảng thời gian ở cửu tại nhà, em cũng được nghe tin không mấy vui vẻ của anh Minh là vợ anh ta ngã cầu thang và bị mất đứa bé, cộng thêm vợ anh ta yếu nên khó của em bé lại lần nữa nghe đến đây em cũng thấy có chút thương chuyện xui rủi đâu ai mong muốn giờ thì biết trách ai được em cũng chỉ biết vậy thôi cũng không muốn quan tâm nhiều đến nữa nhưng em muốn yên ổn cũng không được với thằng người yêu cũ xấu xa đó hôm đó em vừa đi chợ về thì thấy anh minh xuống tận nhà em cùng vợ của anh ta trời quát hạnh đâu tôi đến đây hôm nay để đòi lại con đứa bé là huyết thống của tôi không phải là của cô tôi cảm ơn vì cô đã đẻ nó ra và hứa là sẽ trả công hậu hĩnh còn giờ thì đưa đứa bé ra đây, tôi và Hân sẽ phụ trách nuôi bé khôn lớn trong môi trường tốt đẹp hơn. em đúng cạn lời với hai con người trơ trẽn này, không hiểu nghĩ gì mà vợ chồng anh ta xuống tận đây để đòi lại con, thèm khác đến vậy. trong khi hai người đó đã có một đứa rồi mà anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mình. việc đó là của gia đình tôi, cô không cần quan tâm làm gì. con tôi thì về ở với tôi là việc đương nhiên, cô cứ đòi giữ làm gì nhỉ? cô đâu thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh đâu. Thế là hai con người đó xông vào đòi ôm con em đi. Đâu có dễ vậy được. Em lao vào giữ hai đứa đó lại, đạp vào người anh ta khiến anh ta ngã nằm trên đền và giật tóc của vợ anh ta lùi lại phía sau. Em không ngại cân hai đứa vì chúng nó không thể là đối thủ của em được. Vật lộn một hồi thì anh trai và chị dâu em cũng về kịp thời thấy hỗn loạn liền lôi vợ chồng minh ra ngoài rồi đốt phong long đuổi thẳng cổ hai con người ngớ ngẩn này từ ngày hôm ấy đến giờ anh ta liên tục gọi điện thoại một tuần đi xuống nhà em ba bốn lần để thám thính thật sự đến nước này em cũng chưa biết phải làm thế nào nữa mọi người hai đứa chia tay nhau coi như là kết thúc rồi chưa kể anh ta đó có vợ và con sao còn cứ nhất định với cướp con của em vậy bây giờ em phải làm sao hả mọi người chuyện này thật ngớ ngẩn mà chào cả nhà lại là em và những câu chuyện đánh ghen đi vào lòng người đây này em xin kể câu chuyện của bà chị họ em chị linh đẹp lắm tính cách lại hiền lành nết na hồi xưa linh cũng thuộc diện hot girl của trường đó bao nhiêu anh theo đuổi mà chẳng hiểu sao lại va vào thằng cha già này chắc là vì nó giàu chị bảo vì mồ côi từ bé thay thành như người cha người anh nên có cảm giác an toàn mới cưới đúng là không thể giấu được bản chất thật cưới về thành liền lòi đuôi quái vật tuy là thành gái gú nhưng mà lại hay ghen nha. Ông ta kiểm soát mọi thứ của Linh. Ví dụ, đi chợ 15 phút, du di 2 phút chờ đèn đỏ, phút thứ 18 mà chưa về là tác động vật lý liền. Thành ra ngoài chơi gái từ lưa mà về đánh vợ như giả gạo. Cuộc đời chị ấy khổ, mình khuyên mãi mà không chịu bỏ, vừa thương con vừa dựa dẫm vào chồng. Anh này cực kỳ mạnh về kinh tế, chị bảo tao ra đi, coi như là mất trắng, mất con, mất hết đùng đùng tháng trước chị rủ mình đi đánh ghen mình thì hiền lành nết na gái nhà lạnh có va chạm mai bao giờ nhưng mà thấy linh máu quá nên rủ là mình đi vừa đồng ý phát thì chị linh đã tới mặc quần áo trằng tri đeo kính trăm đội mũ trông rõ là hùng hổ hai chị em tới nhà nghỉ thì chị bảo chờ một chút nửa tiếng sau hai con xe bảy chỗ đi tới bước xuống phải hơn chục dân anh chị cơ bắp cuồn cuộn xăm chỗ bước ra đi về phía tụi mình chị linh bảo mình dắt xe máy sang đường đợi chị có gì thì tẩu thoát kệ chị một mình mình chưa kịp làm gì hơn chục người đó cùng chị lao vào đánh một người như xé vải làm mình sợ trung bần bật luôn chị bảo là mình về đi mọi chuyện chị lo nốt nên mình cung cúc đi về ngay cả đêm mình lo lắng sợ mấy anh chị mạnh tay quá nhỡ bị hốt rồi sao thế là mình lo thừa thải rồi sáng hôm sau linh đã mò sang nhà nhăn nhở gọi mình đi ăn sáng mình hỏi chuyện thì bên trật tự cũng có lôi về để tra hỏi. Chị đòi cởi quần áo cho xem mấy vết bầm dập trên người. Thấy chị đòi cởi hết ra, họ biết là mâu thuẫn nội bộ gia đình sợ quá nên cho chị về. Không ngờ là chị đánh chồng chứ không phải là đánh con phò kia. Ăn sáng xong, Linh chủ mình vào viện thăm chồng chị. Trời ơi, ông Thành bây giờ phải nói là thảm luôn. Chị rút điện thoại gọi bố mẹ chồng đến. Hai ông bà kêu gào chửi bới đằng sau chị lại đánh chồng như vậy. Chị mình tính bơ, bao năm con của bố mẹ đánh con, sao bố mẹ không sót? giờ con chỉ bật lại con một lần mà lại sót vậy? bố mẹ có coi con ra gì đâu? nói xong chị ấy như vỡ òa à, làm âm ý lên. nếu bố mẹ chồng không biết cách dạy chồng chị, mai chị kéo thêm năm chục thằng nữa tới hút gọn nhà bố mẹ chồng chị luôn. bố mẹ bảo anh Thành đùa. giờ bố mẹ thích chơi thì con chơi cùng bố mẹ một lần cho xong. con gọi cả nhà đài đến, cho họ biết bao năm qua được đối xử ra sao, đưa tin về công ty của Thành đối xử với con dâu với vợ như thế nào. Nói tới đây, bố mẹ chồng tái mét, nhiễu giọng. Xin lỗi chị, đối trích. Chị gọi điện FaceTime cho con bồ trước mặt cả nhà luôn. Em gái hả? Chồng chị nằm viện rồi nè. Em nói em chăm chồng chị tốt hơn. Giờ qua chăm giúp chị nha. Con kia sợ quá chứ cúp máy cái rụp luôn. Thành lúc này đã tỉnh lại. Linh lạnh lùng nói anh cứ coi như đây là tai nạn nha. Trong lúc hoạn nạn cũng chỉ có mình anh nằm đây và em chăm anh thôi à. Và em cũng nói luôn cho anh một lần nữa. Từ hôm nay anh mà còn gái gú, còn về nhà đánh em thì bất thình lình. Em có thể bốc mã anh từ lúc nào anh không hay đâu. Em mới bỏ ra có hai chục củ mà anh đã như thế này. Nếu một trăm củ thì chắc anh không đợi được bộ anh đến chăm nữa đâu. Hai tháng sau đó, chị Linh đã đẹp vô cùng chị chả làm gì nữa lấy tiền chồng đi bỏ sốt quần áo bán cũng được lắm còn đi làm đẹp mua sắm nữa ông thành giờ cạch thẳng đi đâu cũng thông báo rồi về sớm cơm nước cho gia đình chị linh nói đợi mọi thứ ổn định chị sẽ làm đơn ly hôn nói tóm lại chị em phải có nhiều tiền của mình vào nha để chăm sóc bản thân và thuê giang hồ khi cần Chào mọi người, mình là Ngọc, 24 tuổi, người yêu cũ mình 30 tuổi. Mình và Tùng yêu nhau được hơn nửa năm rồi. Chúng mình quen nhau qua mối quen biết, nhờ một bữa tiệc nhỏ của bạn bè chung mà ấn tượng, xin liên hệ của nhau. Sau đó tìm hiểu rồi đưa nhau đi chơi, đi ăn uống, xem phim, dần dần yêu nhau lúc nào chẳng hay. Vừa rồi trúng dịp trung thu, mình và Tùng định đưa nhau về ra mắt bố mẹ hai bên cho tử tế, xin phép qua lại cho đàng hoàng tùng có gợi ý mình qua vài cái tin nhắn ảnh bánh trung thu trông hay 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 câu hỏi trung thu tới mình có dự định gì không mình cũng thông tin lại là trung thu này em định chuẩn bị sửa soạn để hai đứa đưa nhau về ra bác gia đình hai bên sau đó xin phép người lớn cho hai đứa qua lại tìm hiểu cho đàng hoàng tại nhà mình có điều kiện nhưng có mỗi mình là con gái làm vậy để bố mẹ yên tâm Ý là qua lại làm quen chứ không phải là qua lại yêu nhau dần dần từng bước. Hôm vừa rồi Tùng có qua phòng mình chơi, tiện thể cùng mình chuẩn bị những gì khi qua nhà anh. Đang ngồi chơi thì Tùng có thấy trong tủ có hộp quà mình mua cất vào đó. Tùng mới hỏi, quà gì đây Ngọc? À bánh trung thu với cả gói trà để mang sang nhà anh đó Tùng. Cảm ơn em nha, hộp bánh này em mua nhiêu vậy? Em mua 500 đó, đẹp không? Còn được tặng kèm cả một gói trà sen, xịn cực kỳ. Cái gì? Em mua hộp bánh không tên tuổi này tận 500 ngàn hả? Đúng rồi, em lựa từng khuôn từng vị rồi đặt cả hộp đó. Trẻ quá phải không? Tự nhiên thấy Tùng không nói gì. Anh ngồi im một lúc rồi nói với mình có việc nên đi về. Tối đến mình nhắn tin gọi điện hỏi anh về kế hoạch ra mắt thì chả thấy Tùng nghe máy. Mình linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành. Lúc đấy mình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình nghĩ chắc là mình làm gì có lỗi, làm người ta phật ý hay thế nào rồi. Tận hôm sau Tùng mới trả lời tin nhắn của mình rằng mình đã tiêu tiền linh tinh. Có một hộp bánh trôi nổi cũng giá bỏ ra 500 ngàn để mua, sao không cho phép mình mua nữa? Trước thái độ của bạn trai, mình cũng liên tục giải thích đó không phải là hàng trôi nổi, mà là bánh handmade, tuy không nhãn hiệu nhưng chất lượng đảm bảo. Thế nhưng mà người yêu vẫn nhất mực giữ quan điểm, cho rằng mình nên mua loại ít tiền, nhưng có nhãn hiệu đàng hoàng như mấy loại 20-30 nghìn một cái bánh to đùng ở đại lý đó. Tùng nói, không phải anh chê em mua bánh điểu, mà là mua đắt nhưng không yên tâm. Bố mẹ thì biết gì đâu, lại bảo nó mua bánh vớ vẫn biếu thì sao? em chẳng hiểu gì biếu thì phải biếu có hãng một tí bánh còn không có thành phần biết đâu mà lần mình biết tùng giận nên nhún nhường nói sẽ rút kinh nghiệm nhưng tùng vẫn cứ chì chiếc mình không buông tùng kêu chia tay đi anh cảm thấy anh với em không hợp nhau lúc này mình cũng ok thôi tưởng mình sẽ níu kéo hả à? không Tùng bảo rằng mình ghi bo kẹt sĩ hà tiện Cơ mà chẳng biết ai mới là người ghi bo ở đây Những lần đi ăn với nhau toàn là mình trả tiền hết 3-400 ngàn Mua tặng người được cái váy thì cũng nên mua cái đàn hoàng tí 100-200 ngàn bỏ bèn gì Trong khi lương thì cao tận 20 triệu Thú thật mình cũng giàu có gì Quần áo cũng chỉ loanh quanh 250 ngàn Đến sắp xỉ 400 ngàn là cùng Ăn uống thì bình dân Mình cũng mua cho bố mẹ mình một hộp bánh handmade y như vậy thôi bực mình, mình thẳng thừng block Tùng ngay, không để anh ta nói thêm câu nào nữa.